Với 76.000 thịt đùi thì chúng ta có thể làm được món gì? Cắt ra một cục thịt nhỏ và băm lên như thế này. Băm thật là nhuyễn luôn nhé. Xúc lên, cho ra tô. Hạt nêm mình sẽ cho một muỗng. Dùng đũa đảo đều nha các bạn, để cho những hạt nêm này nó quyện vào cái tạp thịt này, giống như anh và em cùng quyện vào nhau vậy á. Đợi thịt ngấm gia vị thì mình sẽ cho khoai tây xuống đây tắm phi thuyền. Còn miếng thịt lớn cắt làm đôi sẽ dòng. Mình sẽ cắt thành từng miếng nhỏ như thế này. Các bạn có thể dùng thịt ba rọi để ngon hơn. Hôm nay mình không tìm được ba rọi, mình dùng thịt đùi. Khoai tây luộc cho thật nhừ, các bạn có thể đem về hấp nồi cơm. Cho xuống tô thịt băm khi nãy. Nước này mình sẽ đem về luộc thịt luôn. Khoai tây nhừ sẽ nghiền chung với thịt băm. Và một lượng thịt băm nhỏ mình sẽ đem về xào lên để nấu canh. Chín sơ, sẽ đổ cái nước luộc thịt khi nãy xuống. Sôi rồi nhớ vớt bọt, không thì lại giống như cái miệng nói chuyện nhiều quá, bọt mép văng ra tùm lum mất thẩm mỹ. Những cô gái trắng nõn chuẩn bị tắm xông hơi, mùi mấy ẻm tắm mà thơm ghê. Đợi sôi thêm một lần nữa thì bắt xuống nhé. Quay lại với món này, nghiền xong cho hành lá xuống, trộn đều vo viên rồi chuẩn bị chiên. Viên nhỏ to tùy thuộc mọi người, mình sẽ làm nhỏ vừa xinh vừa dễ ăn. Hì. Ok, bây giờ cái món này của mình cũng đã sôi, bắt xuống cho ra tô, cho thêm một chút hành cho xinh. Mấy viên này các bạn có thể hấp, mình đem ra chiên. Nhìn nó cứ giống như là mấy viên cá viên á. Nhẹ nhàng thôi, kiểu nó mà xúc ra hết là hơi căng đó. Vàng rồi thì cho ra dĩa. Tiếp tục với mấy miếng thịt kho. Ôi da, mình xong phim luôn rồi. Mình quên làm nước màu và khắc phục bằng cách cho hạt nêm kho thịt xuống. Cho khoai tây, một chút xíu nước, bắt đầu kho. Mở nắp đảo đều một lần nữa cho ra dĩa. Và đây chính là bữa ăn của mình. Củ cải trắng được người ta cho. Thịt 76k làm được nhiều đầy món. Mình sẽ tách cái viên này ra cho mọi người xem. Và nó hơi bị khô, mọi người đừng băm nhuyễn giống mình nhé. Mình nghĩ hấp sẽ ngon hơn. Đừng chiên giống mình, không có ngon.